Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ông Medvedev cảnh báo Mỹ. Ông Medvedev cho rằng Mỹ đang đẩy thế giới tới nguy cơ xung đột tồi tệ hơn khi cung cấp xe tăng Aram và hứa sẽ chuyển tên lửa Astam cho Ukraine. Có vẻ như Nga còn rất ít lựa chọn khác ngoài đối đầu trực tiếp với NATO. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm 26 tháng 9 sau khi có thông tin Mỹ đã chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Aram cho Ukraine. Đề cập tới việc Mỹ cam kết cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Astam cho Ukraine, ông Medvedev cho rằng NATO do Mỹ dẫn dắt đã biến thành khối phát xít tương tự phe trục trong Thế chiến thứ hai. Ông tuyên bố Nga sẵn sàng đối đầu với NATO trong trường hợp cần thiết, cảnh báo thêm rằng cuộc xung đột như vậy sẽ dẫn tới hậu quả thảm khốc. Kết quả là nhân loại sẽ chịu những tổn thất nặng nề hơn nhiều so với năm 1945, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói, nhắc tới thời điểm kết thúc Thế chiến thứ hai. Ông cùng ngày thông báo đã tới thăm trường bắn gần tiền tuyến Donetsk, khen ngợi các quân nhân Nga ở đây đã cho thấy phẩm chất chiến đấu xuất sắc với sự kiên định và quyết tâm hướng tới chiến thắng. Medvedev nhiều lần đưa ra quan điểm cứng rắn về quan hệ với phương Tây từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 9, ông đề xuất đình chỉ quan hệ ngoại giao với Liên minh châu EU sau khi khối này ủng hộ việc cấm công dân Nga mang theo ô tô cá nhân và di động vào lãnh thổ EU. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng liên tục cảnh báo về khả năng nước này đối đầu trực tiếp với NATO và khả năng nổ ra Thế chiến thứ ba nếu khối này tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nhiều lần nhắc lại tuyên bố rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần. NBC News ngày 22 tháng 9 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với người đồng cấp Ukraine rằng Washington sẽ cung cấp Astam, tên lửa có tầm bắn 300 km cho Kiev. Mẫu tên lửa này có thể giúp Ukraine tập kích các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin. Trong khi đó, Điện Kremlin cảnh báo Mỹ đang ngày ngày tham gia trực tiếp vào các xung đột, tuyên bố quân đội Nga sẽ cải thiện năng lực và kỹ thuật để đối phó loại tên lửa này. Tin kế tiếp, ông Biden tham gia cuộc biểu tình của lao động ngành ô tô. Ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tham gia cuộc biểu tình của người lao động khi ông dự sự kiện công nhân ngành ô tô ở Michigan. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 26 tháng 9 đội mũ của công đoàn United Auto Workers UAW và dùng la cầm tay nói với các nhân viên đang đình công và biểu tình ở Michigan rằng họ xứng đáng được hưởng nhiều hơn. Ông chủ Nhà Trắng cũng cùng nhóm người biểu tình kêu gọi các nhà sản xuất ô tô Ford, General Motors và Stellantis hãy ủng hộ chúng tôi. Ông Biden bắt tay những người lao động và tán thành khi được hỏi liệu nhân viên có nên được tăng 40% lương hay không. Hành động đồng hành cùng người lao động của ông Biden ngắn ngủi, song mang tính biểu tượng. Động thái này diễn ra một ngày trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Michigan, trung tâm ngành công nghiệp ô tô Mỹ và là bang chiến trường quan trọng trong chiến dịch bầu cử năm 2024. Điều đó có ý nghĩa rất lớn, động thái mang tính lịch sử. Caroline Nippa, 51 tuổi, nhân viên kiểm soát hàng tồn kho tại nhà máy GM nói, chuyến đi tới Michigan của ông Biden nhằm khẳng định sự ủng hộ ông dành cho các công đoàn trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tỷ lệ ủng hộ của ông trong các cuộc thăm dò. Tổng thống của chúng ta đã chọn đồng hành cùng người lao động, lãnh đạo UAW Sofa nói. Nhà Trắng nhấn mạnh tính lịch sử của động thái này, thư ký báo chí Karin Zinbier khẳng định đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm tham gia cuộc biểu tình của người lao động trong thời hiện đại. Nhiều người lao động trong ngành ô tô Mỹ đình công từ hôm 15 tháng 9, yêu cầu được tăng lương thêm 36% trong vòng 4 năm, song các công ty ô tô phản đối và đưa ra đề xuất tăng 17,5 đến 20% lương. Tin tiếp theo, tập đoàn Trump bị rút giấy phép kinh doanh ở New York. Thẩm phán New York rút giấy phép kinh doanh tập đoàn Trump ở bang này vì cựu tổng thống đã thổi phồng giá trị tài sản thêm vài tỷ USD. Thẩm phán Arthur Engoron của tòa án bang New York ở Manhattan ngày 26 tháng 9 tuyên bố, cựu tổng thống Donald Trump cùng hai con trai Eric và Donald Jr.
đã phạm tội lừa đảo khi thổi phồng giá trị bất động sản và tài sản của nhiều tập đoàn Trump Organization trong nhiều năm để phục vụ nhu cầu kinh doanh. Thẩm phán Andrew Roth cũng thu hồi giấy phép kinh doanh của tập đoàn Trump ở bang New York. Quyết định này có thể ảnh hưởng tới thu nhập của tù tổng thống ở New York. Theo Bill Bass, học giả về quản lý tài chính tại trường đại học Minnesota, luật sư của ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo. Ông Trump và gia đình sẽ tìm mọi biện pháp phúc thẩm sẵn có để khắc phục phán quyết sai lầm này, luật sư Christopher Kiss nói. Quyết định của thẩm phán Engoron được đưa ra sau khi tổng trưởng lý New York Letitia James hôm 30 tháng 8 công bố tài liệu cáo buộc ông Trump cùng các cộng sự thổi phồng tài sản với những ngân hàng và công ty bảo hiểm nhằm đảm bảo duy trì các khoản vay cùng khoản bảo hiểm theo các điều kiện có lợi hơn. Ông Trump được cho là đã khai khống tài sản hàng năm thêm từ 17 đến 35%, tương đương khoảng 812 triệu đến 2,2 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021. Tài liệu của James chỉ ra rằng kế hoạch khai khống tài sản của tù tổng thống đã giúp ông thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD. Ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024. Cựu tổng thống chỉ trích vụ kiện của bà James và các vụ kiện khác chống lại ông là một phần của cuộc săn phù thủy mang động cơ chính trị. Ngoài vụ kiện dân sự này, ông Trump còn đang bị truy tố về những hành động trước, trong và sau nhiệm kỳ tổng thống, trong đó có hai vụ án cấp bang tại New York và Georgia, cùng hai vụ án cấp liên bang ở Florida và Washington. Bản tin thứ tư, Trung Quốc nêu lý do tăng tập trận gần Đài Loan. Trung Quốc cho hay các cuộc tập trận gần Đài Loan được tiến hành vài tuần qua để chống lại sự ngạo mạn của các thế lực ly khai trên hòn đảo. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 27 tháng 9, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ Viện Trung Quốc Chu Phượng Liên được hỏi về lý do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tăng cường các cuộc tập trận gần Đài Loan thời gian qua. Mục đích của các cuộc tập trận đó là kiên quyết chống lại sự ngạo mạn của các thế lực ly khai Đài Loan và các hành động đòi độc lập của họ, bà Chu trả lời, thêm rằng PLA sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tôi hy vọng người dân Đài Loan sẽ phân định rõ phải trái, kiên quyết phản đối phong trào đòi độc lập và hợp tác với chúng tôi để duy trì hòa bình, ổn định trên eo biển, phát ngôn viên này nói thêm. Đài Loan tháng này cho biết đã phát hiện hàng chục chiến đấu cơ, máy bay không người lái, quân tặc cơ và các loại máy bay khác, cũng như tàu chiến và tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc hoạt động gần hòn đảo. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 23 tháng 9 nói rằng tần suất hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc gần hòn đảo làm tăng nguy cơ xảy ra các sự kiện vượt kiểm soát và có thể dẫn đến xung đột bất thường. Một ngày sau đó, lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết quân đội Trung Quốc đã bắt đầu đợt tập trận mới tại khu vực ven biển Phúc Kiến, đối diện đảo Đài Loan. Bộ phòng Trung Quốc xác nhận cuộc tập trận diễn ra tại vịnh Đại Trình của Phúc Kiến, song không tiết lộ số lượng máy bay chiến đấu, tàu chiến và binh sĩ tham gia. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng ghi nhận 103 máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động tại các khu vực quanh hòn đảo từ sáng 17 tháng 9 đến sáng 18 tháng 9. Trong đó, 40 chiếc bay qua đường trung tuyến nằm giữa Trung Quốc đại lục và hòn đảo. Đài Loan gọi đây là một trong những đợt triển khai lực lượng không quân lớn nhất của Trung Quốc đại lục xung quanh hòn đảo gần đây. Tháng 7 đến tháng 9 thường là khoảng thời gian quân đội Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động diễn tập nhất dọc vùng biển gần Đài Loan. Đợt triển khai 103 máy bay diễn ra cùng thời điểm quân đội Mỹ, Hàn Quốc và Canada tiến hành một đợt diễn tập hàng hải chung trên biển Hoàng Hải. Tờ Global Times dẫn lời chuyên gia nói rằng các cuộc tập trận của PLA trong hai tuần qua với số lượng tàu và máy bay kỷ lục cũng như phát quân pháp huấn luyện mới có sự góp mặt của nhóm tàu sân bay nhằm gửi cảnh báo nghiêm trọng đến lực lượng ly khai Đài Loan và các lực lượng can thiệp từ bên ngoài. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị, hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Nỗi bất bình khiến thương binh Udina tìm cách đào ngũ. Sau khi hồi phục vết thương và được lệnh quay lại chiến trường, Andrew quyết định đào ngũ khi chứng kiến tình trạng tham nhũng trong quân đội khiến anh bất bình. Ari, 20 tuổi, trúng đạn ở vai trong trận đánh tại chiến trường miền đông Urina hồi mùa xuân. Vài phút sau, một mảnh đạn pháo găm vào lưng Ari, Khanh vẫn đang nằm lăn lộn trên mặt đất lầy lội. Ari được đưa về hậu phương để chữa trị. Vài tháng sau, Ari quyết định xuất viện và được lệnh phải quay trở lại chiến trường.
Đó là lúc anh quyết định đào ngũ, dù từng tình nguyện tham gia quân đội cách đây 2 năm. Nếu tôi bị thương một lần nữa, đó là sẽ là vết thương do chính tôi gây ra. Tôi sẵn sàng bắn vào chân mình để không phải quay lại chiến trường. Andy nói tại nơi trú ẩn ở thành phố Lip, miền Tây Ukraine. Tôi là quân nhân chuyên nghiệp phục vụ theo hợp đồng, Andy cho biết. Tuy nhiên, khi chứng kiến quá nhiều nạn tham nhũng và bất tài trong hệ thống vốn không quan tâm tới tôi không muốn quay lại để chết trong chiến hào. Phần lớn dư luận xã hội Ukraine vẫn ủng hộ quân đội và tổng thống Volodymyr Zelensky chống lại chiến dịch của Nga, nên những người đào ngũ có quan điểm như Andy là thiểu số. Tuy nhiên, nó cũng phần nào phản ánh thách thức của Kiev trong nỗ lực duy trì nguồn binh lực ra tiền tuyến. Khi đối mặt với nỗi bất bình về tình trạng tham nhũng trong quân đội, hiện tượng trốn nhập ngũ và cách đối xử với thương binh. Andy cho biết, khi anh bị thương, viên đạn xuyên qua vai, để lại các mảnh kim loại kẹt ở khớp xương, gây đau nhất. Ca phẫu thuật tại bệnh viện ở Vinnytsia chỉ thành công một phần. Các mảnh đạn không được lấy ra hết khiến tay trái của Andy thường xuyên đau nhất, tê bì. Các bác sĩ nói họ không thể lấy hết mảnh đạn ra ngoài do sợ có thể làm tổn thương dây thần kinh và khiến tay tôi bị liệt, anh cho biết. Ông bác sĩ đề nghị Andy hối lộ ông ta 1.500 USD để được cấp chứng nhận không đủ điều kiện sức khỏe quay lại chiến trường. Song Andy từ chối vì muốn được chữa trị triệt để và tiếp tục chiến đấu chống lại Nga và trả thù cho người bạn đã chết. Các quỹ ban quân y, cơ quan phụ trách khám tuyển quân sự và chăm sóc sức khỏe cho thương binh là tâm điểm trong cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn mà giới chức Ukraine đang tiến hành nhằm vào hệ thống tuyển quân. Các quan chức liên quan bị cáo buộc đã nhận hối lộ để giúp hàng nghìn thanh niên Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự. Mức hối lộ ở mỗi nơi khác nhau, nhưng những người trốn tránh nghĩa vụ thường được yêu cầu chi 6.000 USD để làm giả giấy chứng nhận y tế không đủ điều kiện nhập ngũ. Resen Borisov, người đứng đầu trung tâm tuyển quân vùng Odessa, hồi tháng 7 đã bị bắt để điều tra hành vi tham nhũng sau khi bị phát hiện sở hữu một căn biệt thự trị giá 4,5 triệu USD tại Tây Ban Nha. Tổng thống Zelensky ngày 30 tháng 8 cho biết số người được miễn nghĩa vụ quân sự vì lý do y tế đã tăng gấp 10 lần kể từ khi chiến sự nổ ra, cho rằng đây hoàn toàn là hành vi tham nhũng. Ông trước đó thông báo các chức toàn bộ quan chức tuyển quân cấp tỉnh cho rằng hệ thống tuyển quân cần được vận hành bởi những người hiểu chính xác chiến sự là gì. Chúng tôi phát hiện rất nhiều trường hợp cần được giải ngũ vì bị thương, song bị ép phải chi tiền hối lộ mới được ra quân, Bohan nói. Một số trường hợp muốn nhập ngũ nhưng không đủ điều kiện sức khỏe, nên là phải chi tiền để được ra chiến trường. Tôi được biết rằng tay của mình có thể hoạt động bình thường trở lại nếu được phẫu thuật tại Đức, nên tôi đã lên kế hoạch sang đó, Andy cho biết. Tuy nhiên, họ không cấp phép cho tôi rời khỏi đất nước. Khi Andy chuẩn bị xuất viện, các quan chức cho rằng vết thương của anh chưa đến mức được giải ngũ hay ra nước ngoài phẫu thuật. Thay vào đó, anh được lệnh phải trở về đơn vị chiến đấu ở Donbass. Cay đắng và đau đớn, Andy nhờ tiểu đoàn trưởng của mình giúp đỡ, nhưng sĩ quan này yêu cầu anh đừng làm phiền. Đó là giọt nước tràn ly đối với Andy. Tôi nhận ra rằng tiểu đội 6 người của tôi chỉ có 2 người sống sót. Tay tôi đã hỏng, nhà thì mất. Bác sĩ đòi tôi hối lộ mới được giải ngũ, trong khi tôi không có tiền. Họ bắt tôi phải chiến đấu tiếp dù tay tôi đang bị thương, binh sĩ này nói. Tại sao tôi phải quay lại chiến trường? Tôi không quan tâm nữa. Họ biết tôi ở đâu, nếu muốn thì cứ tới bắt, nhưng tôi sẽ không bao giờ chiến đấu nữa, Andy tuyên bố. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Vì ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều nữa ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà bằng những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.